luôn nè. À đây, à, lòng đồ, nhìn là đồ nóng luôn nha, thịt nóng tươi mỗi ngày luôn đó nha. Đây cô đang ra thịt đây. À, vào trong đây bán nhìn thấy mặc dù chợ Gò Than bây giờ thì khách cũng lưa thưa vắng, nhưng mà cả nhà mình thấy một điều là ở đây vệ sinh sạch lắm. À, nhìn dòng chợ rất là sạch nha. À, điều đặc biệt luôn á, nhiều cái chợ nhỏ gia đình chúng ta thấy ít khách rồi, thì nhìn cái tình hình chung á thì nó hơi bơi bát xíu, nhưng mà ở đây thì thấy quá đã. Ở đây thịt của cô nóng hổi luôn. Dạo này mình bán đỡ nghe cơm dạ bán đắt. Dạ cái này là mình có bỏ mối gì thêm không hay không? Hay là chỉ bán lẻ thôi? Dạ. Em Ri xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ngay khu vực chợ Lò Than đây. Thì trước mặt gia đình chúng ta là đường Phạm Thế Hiển đây. À, phía trước là cầu Nhị Thiên Đường rồi. Đó thì cảnh quy vị trí này thì ngay liên tỉnh 5 ha, rồi quốc lộ 50, rồi cái hướng này đi cả nhà, chúng ta sẽ đi về phường 7 đây. Hiện tại thì đang có mặt ngay phường 6 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Thì gia đình chúng ta cũng nghe nhiều anh chị em rao bất động sản cứ nói chợ Lò Than hoài, chợ Lò Than hoài, mà không biết cái chợ Lò Than thì nó như thế nào. Thì ở đây thì phía trước thì cũng gì bán rau nhiều, cái bông nhiều nè, cây. Thì hôm nay thì đi sẽ mời gia đình chúng ta vào ha, à, chợ Lò Than đây, khu vực này. Đây thì sáng chủ bán khô nhiều ha. Đây tôm khô luôn, gia đình mình nhìn đỏ ao luôn ha. Đây là phơi đủ nắng luôn á. Dạ. Dạo này mình bán đỡ không hả chú? Chậm lắm hả chú? Cũng nhớ chợ này lúc trước đông lắm mà giờ vắng lắm hả chú? Dạ dạ cảm ơn chú. Đây ha, cái xe hủ tiếu chay của chị đây. Đây, cả nhà mình nhìn thấy topping hấp dẫn nha. À, đây đây nhìn topping thôi. À đây ghi hạn chế không có quay khách ngồi ăn ha. Đây cả nhà mình nhìn nóng hổi luôn ha. Đây rồi bây giờ thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta vào bên trong chợ. À, vào bên trong chợ thì cả nhà mình thấy đây. À, khu vực này thì coi như là các sạp thì bỏ trống cũng rất là nhiều rồi. Đó thì bên đây thì có cái sạp bún mì khô đồ của chị đây nè. À, quá trời luôn. Đây bún tươi nhìn hấp dẫn cả nhà. Dạo này bán đỡ không hả chị? Dạ dạ cảm ơn chị. Đây này cái sạp thời trang của chị nữa đây. Này đủ đồ hết nha, xếp rất là đẹp luôn nè. Dạ đây vào bên trong đây. Bên trong chợ thì cả nhà mình thấy quá trời cái quầy thịt luôn nè. À, đây lòng đồ, nhìn là đồ nóng luôn nha, thịt nóng tươi mỗi ngày luôn đó nha. Đây cô đang ra thịt đây. À, vào trong đây bán nhìn thấy mặc dù chợ Gò Than bây giờ thì khách cũng lưa thưa vắng, nhưng mà cả nhà mình thấy một điều là ở đây vệ sinh sạch lắm. À, nhìn dòng chợ rất là sạch nha. À, điều đặc biệt luôn á, nhiều cái chợ nhỏ gia đình chúng ta thấy ít khách rồi, thì nhìn cái tình hình chung á thì nó hơi bơi bát xíu, nhưng mà ở đây thì thấy quá đã. Ở đây thịt của cô nóng hổi luôn. Dạo này mình bán đỡ nghe cơm dạ bán đắt. Dạ cái này là mình có bỏ mối gì thêm không hay không, hay là chỉ bán lẻ thôi? Dạ bán cho mấy quán cơm nữa hay không? Dạ dạ. Đây quầy thịt của cô này cả nhà mình thấy không, ở đây nhìn rất là sạch ha, mặc dù thịt luôn mà gia đình chúng ta không thấy một miếng nước nào chảy luôn. À, rất là sạch. À, bên này nữa nè, nhìn phải nói là cái điểm mà về thẩm mỹ và vệ sinh đây thì số 1 rồi. Đây cả nhà mình thấy vào trong nữa ha, bên trong để đi sẽ vào bên trong luôn. Đây thì cái sạp rau củ của gì đây không, để gọn ha, đánh giá vô cái chợ nhìn thấy gọn quá, sạch ghê luôn á. Dạ. Không ai đi chợ hả gì? Thường giờ cao điểm là khoảng mấy giờ hả gì? 8-9 giờ mà có người đi chợ. Mà giờ này là giờ cao điểm đây. Giờ cao điểm. À mà vắng vậy luôn. Rồi mình bán vậy thì mình có bỏ mối đồ thêm không? Mình ra chợ 10 giờ bán. Dạ. Dạ cảm ơn gì. Trời ơi, chợ gì mà ế lắm anh ơi. Ế dữ lắm hả chị?
hết vốn. Mắc nợ là chốt luôn đó anh. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Để có nhiều nhất cho cô. Dạ, dạ. À, để vòng qua đây. Về mở đi coi chú. Ở đây, đây, dạ, Sài Thành TV để con cập nhật giá cho bà con luôn, lý do sao ấy. À, dạ, gì cho con hỏi thịt ba chỉ này là hiện giờ là bao nhiêu một ký ha? 140. Rồi sườn. Sườn non 108. À, còn sườn cốt lết. 12, 11 tùy khách ăn. À, 12, 11. Giá cũng tương đối là mềm mà sao mà khách lại ít đi vào chợ ha? Hơn nữa là ở đây là đi thấy là vô đây là gửi xe không có tốn tiền nữa nè. Ở đây cái quầy tạp hóa của gì đây, cái gì bán đủ luôn à, gia vị hành tỏi rồi. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Bán không được cái gì? Rồi cái sạp gì thì mình hàng tháng mình đủ chi phí không gì? Lo gia đình không? Không, gia đình là cũng đủ đâu. Dạ. Nó phụ thêm. À, phụ thêm. Dạ. Tức là chỉ lo được bản thân thôi. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, cảm ơn chị. Đây cả nhà mình thấy đó. Thì hiện tại thì sạp bỏ trống cũng khá là nhiều rồi. Thì để đi sẽ đi xuống đây, xuống dưới này ha. À, đây cái quầy cá của chị đây nè. Oh, cá dưa hồng. Đây là nhiều nha, cái sạp của chị là thấy bán cá đây là hoành tráng nhất ở đây á. Là cá đẹp nhất ở đây luôn á nha. Vậy dạo này thì mình bán được nhiều không gì? Chậm lắm em ơi, chậm. Dạo này bán mà không bằng một gốc hồi xưa. Dạ. Mà tình hình vắng thì nó kéo dài lâu chưa? Vắng lắm, kéo dài á, cũng mùa dịch xong mà bán lại là chừng ế cũng tức giờ. Dạ. Rồi như vậy thì hàng tháng gì mình đủ chi phí không hay gì? Làm sao đủ em, nhiều khi bán một phần lễ chưa có biết là xã hội đồng lời ra sao á. Trời ơi, bán biết rồi biết thăm không à, thăm không à. Thăm, dạ, dạ, cảm ơn chị. Trời thăm không à, trời dạ. Ở đây quầy thịt gà ha, gà nóng luôn cả nhà, gà ta nè, rồi ở đây gà hát có luôn nè, đủ hết luôn. Ở đây thì để đi sẽ đi xuống phía sau nữa ha. Đây thì coi như là ngôi chợ, ở đây thì bà con tiểu thương thì thân thiện dễ thương nè. Xe thì có thể đậu ở trước không cần gửi xe nữa, không tốn tiền, nhưng mà không biết sao lại khách lại vắng như thế này. Đây cái quầy cá của chị quá trời luôn nè, đủ thôi. Cá thú, cá điêu hồng, tôm, cá trê, còn cá sặc rằn này trứng không cả nhà, con bự gì là nó trứng nhiều lắm nè, no nóc luôn. Đây nghe mình thấy quá trời luôn nè. Rau nè, nhìn rau này rau quê anh, là sáng từ ở đâu mình mang lên hả anh? Cộng Thình mang lên. Cua đồng luôn, cá lóc đồng luôn ha. Cái lóc đồng bây giờ để em cập nhật giá cho bà con luôn, bao nhiêu một ký ha? Cái này 150. 150 à. À vậy hả chị? Dạ, cảm ơn chị. À cá lóc đồng mà ký 150 cũng dễ tiếp cận ha. Cá đồng thấy không nè, chỗ này mình vô đó. À cái này là mừng rồi luôn. Nhà đi chích điện đó. À đi chích điện luôn, cả nhà mình thấy là bà con đây có nhu cầu ha, mình vào chợ này mình ăn cá đồng đi. Cá đồng là hiếm rồi. Nhiều khi có tiền mua không có. À, cá sống mà không có tiền này. Dạ. Đây thì cá. Cái này cũng là cá sông đúng không chị? Cá sông, mấy loại cá này là không có nuôi được nè cả nhà. Cá sông nè, rồi bông trứng. Dạ, tôm này là tôm tôm đất đúng không? Đất này, tôm này, tôm bạc. À tôm bạc, tôm đất này không có, này bạc này không? Cái loại nào là cái này, mấy loại này đâu có nuôi được hả chị? Không, hoàn toàn thiên nhiên hết cả nhà. Rồi tôm này là một ký bao nhiêu hả chị? Này 200, này 250. 250 đi. À, hàng thiên nhiên hết nha. Ở nhà mình thấy là canxi là đầy đủ luôn. Dạ cảm ơn chị. Dạ, ở đây vào trong nữa thì bên đây có cái sạp keo của gì nữa nè. Bán đây chủ yếu là đồ đồng, đồ tươi ngon ha. Đó thì những cái rau cần này đây. Rau cần nước này cả nhà mình thấy là nhìn cái cọng rau cần thôi là biết là rau vườn rồi. Nè, nhìn nó sần sùi không có được mơn mởn mà nó dài cả mét như rau mà người ta thứ phân nhiều. Nhìn đồ đây là đồ đồng hết cả nhà. Đây. Đây cái quầy thịt bò của chị, không biết chị đâu. Đó thì không, cũng có lai rai bà con vào chợ, tại vì đồ ở đây thấy là đa số là đồ đồng hết, tươi ngon. Đây cái quầy chuối chiên của chị đây, món ăn quốc dân đây. Cái này là khoai lang chuối luộc nè, không dầu mỡ nè, giảm cân nữa, rồi giá thành lại rất là mềm nữa, rất dễ tiếp cận luôn ha. Đây thì
không ai đi chợ vậy dạ. Đó thì hiện tại thì trong chợ bây giờ thì khách vắng rồi. Đây thì đi một vòng luôn thì thấy cái sạp rau của chị đây là hoành tráng nhất nha. Ở đây đó, cái nhà mình thấy đa số bà con bán đây là bán nhỏ không à. Ít ai bán nhiều như thế này. Sạp rau này là hoành tráng nhất luôn đây. Nhưng mà hình như có này, mình chị bán hết luôn hả? Rồi sao chạy kịp? Có ai mua đâu chạy. Có ai mua đâu mà chạy. Ông nào mà có phước chứ gì ta? Dạ, đây cả nhà mình thấy không? Hấp dẫn nha. Đồ đây tươi ngon, giá thì mềm bình dân. Nhưng mà cái lượng khách vào chợ thì hiện tại thì cũng khá là khiêm tốn. Đây mình coi mấy cái quầy thịt của chị nè, nhìn hấp dẫn không? Phải nói là cái yếu tố vệ sinh ở đây là vô vào trong chợ này là không chê chỗ nào được đó cả nhà. Mà bán thịt, bán cá, bán rau đồ thì cái yếu tố vệ sinh nó quan trọng lắm. Mình vào mình nhìn là mình thích rồi. Mình cảm thấy là những miếng thịt này về mình làm, mình chế biến, mình ăn sẽ rất là ngon miệng luôn. Và nhảy số rất nhiều ha. Sườn thì ram ha. Rồi xương thì mình hầm ha. Rồi rất là nhiều món ở đây. Đó thì ngôi chợ Lò Than. Thì khu này thì ngày xưa thì ở đây là gọi là cái xóm lò. Người ta làm những cái lò để mà nấu than đó. Chụm củi rồi đó. Thì dần dần đây thì người ta gọi cái chợ này tên là chợ Lò Than luôn. Đây thì cái quầy tạp hóa của chị đây. Ủa chị dọn ra gì rồi? Chiều phải dọn vô hả? Sao chị? Chưa dọn vô. Dọn gì là cực không? Chứ đây không đóng cửa sạp lại được hả? Dạ. Dạo này mình bán đỡ không hả chị? Lay ra. Dạ, cảm ơn chị. Đó thì cả nhà mình thấy này, của quầy trái cây của gì đây. Đây gần tới bữa nay là ở dưới ngày mấy hả chị? 14 rồi, ngày cúng luôn vậy. Cúng rồi. Đây, quýt tụi nhìn xanh tươi luôn cả nhà mình. Cái gì? Chợ chậm lắm. Chợ chậm lắm gì? Bán chậm lắm. À, xong bây giờ là gần như được tất cả các chỗ, mấy chỗ nào cũng chậm. Chỗ nào cũng chậm vậy. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Không có ai cũng hạn chế. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Ở đây thì có cái quầy bún của chị đây. Quầy bún của chị, quầy trứng luôn. Bán kết hợp nhiều ha. Đây thì nhìn cả nhà mình thấy ở đây thì chị bán cả rau câu, bán chè luôn nè, bán thập cẩm luôn nha. Gần như là đầy đủ tất cả các món luôn. Ở đây thì có cái quầy thời trang của chị nữa. Thì đó gia đình mình thấy thì những cái coi chợ nhỏ và khu vực phường 6 này cũng như là quầy bán buôn bán thì cũng khá bình dân. Cho nên là bà con tiểu thương ở đây thì cả nhà mình thấy đó, thân thiện, dễ thương, bán cái gì nhìn nói chuyện thôi, cái nói chuyện cũng rất là mộc mạc, rất là dễ cuốn hút ha. Đó thì vị trí đây thì quá đẹp rồi, cái góc này thì vị trí không phải chê được. Ngày nay thì 14 đây thì người ta cúng cũng rất là nhiều, thì bán bông bán hoa đầu nhiều đấy, nhưng mà sau sáng giờ là mấy cái thùng của chị nó cũng còn khá là đầy luôn. Cho nên là tình hình chung cho tất cả cái chợ bây giờ thì hiện tại thì cũng tương đối là vắng. Cái này là mình thấy là ngoài chợ thì người ta cũng bán theo như thế này. Dạ. Dạo này bán đỡ không anh? Trời ơi, dạo này chậm lắm. Chậm lắm hả? Tại vì nó lọt vào tháng 7 con em đi học rồi, tháng 8 này kia rồi chi phí nhiều đúng không? Dạ, nên hạn chế chi tiêu. Dạ. Dạ này là mình bán thời trang nữ hết không? Dạ đúng rồi, thời trang nữ. Dạ. Dạ. Cập trên giá bà con luôn, một cái gì là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ áo đó 200. 200. Dạ. Dạ. Bằng chất liệu thun gì mà 200? Cái đó là chất liệu của Quảng Châu. Quảng Châu. Quảng Châu. Dạ. Quảng Châu. Dạ. Có đồ lính nữa. Dạ, có đồ lính nữa. Đó, lính. Dạ. Hàng xưa có hàng bây giờ có lính sa mạc, lính bỉ, hàng đủ đủ loại luôn đó. Đúng rồi, dạ, dạ. Quần nữa. Dạ dạ. Có UV này là của Sài Thành TV. À vậy. Sài Thành TV. Sài Thành hả? Dạ. À để bấm. Dạ bấm lên là có à. Thay giỏ này dạ, kìa. Dạ. Có gì view đắt đai là kia không? Dạ có. Dạ có hả? Dạ. Dạ. Ở đây thì cả nhà mình thấy đó. Ở đây thì bán cả xe điện luôn cả nhà mình. Dạo này bán đỡ không anh trai? Chợ Lò Than hồi chưa có dịch thì đỡ lắm. Chưa có dịch thì đỡ.
Còn bây giờ từ hồi dịch tới giờ bà con hơi vắng. À dịch tới giờ hơi vắng hả? Em cũng mới về đây thôi. À mới về đây thôi, anh kêu bán có kênh YouTube Phong Thủy á. À YouTube Phong Thủy. À dạ. Chú. Đây dạ dạ cảm ơn anh. Đây vô kênh YouTube có nút bạc rồi. Dạ dạ cảm ơn. Đây cả nhà mình thấy đó, thì khu vực ở đây thì bà con cũng bán quen siêu chợ đó, nhưng mà cũng nhỏ. Dạ cũng xài thành TV á. Dạ. À, cho nên là bây giờ cả nhà mình thấy rồi đó, sáng thì vỏn vẹn ngôi chợ luôn, và cái ngày cúng đây, nhưng mà chợ bán cũng rất là chậm như thế này, và hy vọng là nền kinh tế sẽ sớm trỗi dậy và bà con sẽ buôn bán được tốt hơn. Thì Ri cũng đi trọn vẹn ngôi chợ Gò Thang rồi. Ri xin thật cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn ngôi chợ này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.